Các chuyên gia y tế dự đoán thế giới sẽ tìm ra cách đối phó với COVID-19 trong tương lai gần, nhưng điều đó không có nghĩa đại dịch sẽ kết thúc hoàn toàn. Thay vào đó, căn bệnh này có thể trở thành bệnh đặc hữu, có nghĩa COVID-19 sẽ tiếp tục lây nhiễm trong cộng đồng nhưng theo một cách dễ đoán hơn và ít gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Các nhà virus học và dịch tễ học cho biết, vào giai đoạn cuối cùng, COVID-19 có thể giống những căn bệnh thông thường, ít gây chết người hơn như cúm hoặc cảm lạnh. Sự tồn tại của virus trong xã hội sẽ phụ thuộc vào các yếu tố, bao gồm mức độ bao phủ vaccine và cách nó tiếp tục tiến hóa ra biến chủng mới. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC của Mỹ, một căn bệnh được xem là đặc hữu khi nó thường xuyên xuất hiện trong cộng đồng. Khác với đại dịch thường có số ca bệnh gia tăng đột ngột, ca bệnh đặc hữu tuân theo mô hình có thể dự đoán được và xảy ra ở mức độ dự kiến cơ bản. Chẳng hạn, sốt rét là bệnh đặc hữu xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới, ước tính có khoảng 229 triệu trường hợp mắc vào năm 2019, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Trước khi được dự đoán trở thành bệnh đặc hữu, một số chuyên gia y tế công cộng và bệnh truyền nhiễm từng nhận định đại dịch COVID-19 có thể kết thúc khi Mỹ và nhiều nước khác đạt được miễn dịch cộng đồng, nhưng mục tiêu này đang ngày càng trở nên khó thành. Các biến chủng mới dễ lây lan hơn như Delta, đã khiến số lượng người cần được bảo vệ gia tăng để ngăn chặn sự lây lan của virus. Hiệu quả miễn dịch suy giảm sau khi mắc bệnh hoặc tiêm chủng cùng với việc virus đôi khi có khả năng lây lan ở người đã tiêm vaccine dẫn đến ca nhiễm trùng đột phá cũng khiến giấc mơ miễn dịch cộng đồng trở thành thách thức. Một phó giáo sư thuộc Bộ phận truyền nhiễm và vaccine tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư cho biết, sự bảo vệ có được từ việc tăng khả năng miễn dịch trong cộng đồng giống như một thiết bị điện hơn là công tắc, Nói cách khác, dù không thể đóng COVID-19, nhiều người có khả năng miễn dịch vẫn sẽ giúp hạn chế sự lây lan của virus và có lợi cho cộng đồng. Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết việc loại bỏ COVID-19, tức là đảm bảo vĩnh viễn không còn ca mắc nào trên toàn thế giới, là không có khả năng, ít nhất là trong tương lai gần. Cho tới nay, đậu mùa là bệnh dịch duy nhất ở người bị xóa sổ thông qua một chiến dịch tiêm chủng và giám sát toàn diện. Ngoài chữ đầu mùa, các đại dịch cuối cùng cũng trở thành một căn bệnh đặc hữu mà con người phải sống chung. Trên thực tế, các cơ quan y tế đã và đang cố gắng tiêu diệt bệnh bại liệt trong nhiều thập kỷ nhưng họ vẫn chưa thành công, mặc dù đã đầu tư hàng tỷ USD và có một loại vắc hiệu quả. Việc xóa sổ hoàn toàn đòi hỏi những nỗ lực rất lớn, tiến sĩ Heidi Brown, phó giáo sư tại khoa dịch tễ học và thống kê sinh học đại học Arizona nhấn mạnh các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết, khả năng lây nhiễm cao cùng khả năng lây truyền giữa người và các loài động vật khác khiến việc tiêu diệt tần gốc COVID-19 trở nên khó khăn nếu không muốn nói là không thể. Một số quốc gia từng áp dụng chiến lược Zero COVID-19 với mục tiêu xóa sổ virus trong nước đã thất bại. Các bệnh tưởng như đã được loại bỏ vẫn có thể quay trở lại nếu chúng không bị xóa sổ trên toàn cầu. Sởi từng được cho là đã biến mất ở Mỹ từ năm 2000, dù vẫn còn phổ biến ở một số nơi khác trên thế giới, nhưng đến năm 2019, căn bệnh này đã quay trở lại sau khi dịch bùng phát chủ yếu ở New York. Hầu hết nhà dịch tễ học đều tin rằng COVID-19 có trở thành bệnh đặc hữu ở khắp mọi nơi trên thế giới, mặc dù nó có thể xảy ra vào những thời điểm khác nhau ở những nơi khác nhau. Các chuyên gia kỳ vọng rằng những quốc gia đầu tiên thoát khỏi đại dịch sẽ là những nơi có tỷ lệ tiêm chủng cao như Đan Mạch và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, một số người cảnh báo rằng SARS-CoV-2 vẫn là một loại virus khó lường và còn quá sớm để dự đoán sự hiện diện của COVID-19 trong tương lai, cho đến khi các nhà dịch tễ học có thể cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai mà không còn những cảnh báo về sự không chắc chắn thì chúng ta vẫn đang ở trong tình huống dịch bệnh, Tiến sĩ Brown nói. Các quốc gia nghèo với tỷ lệ tiêm chủng rất thấp, đặc biệt là ở châu Phi, có thể bị rơi vào khủng hoảng một thời gian trừ khi họ sớm nhận được thêm vaccine nếu không sẽ mất nhiều năm để đủ số người trưởng thành đạt miễn dịch và ngăn các bệnh viện quá tải. Quốc gia đông dân nhất thế giới, Trung Quốc vẫn đang cố gắng loại bỏ COVID-19 tại đất nước của mình. Một số quốc gia khác ở châu Á cũng từng theo đuổi chiến lược này với các biện pháp hạn chế đi lại, kiểm dịch nghiêm ngặt và phong tỏa nhanh chóng để dập tắt đợt dịch bùng phát ở địa phương. Nhưng biến chủng Delta dễ lây lan hơn, khiến con người nhận thức được rằng vaccine không hoàn toàn ngăn chặn sự lây nhiễm và cái giá về mặt kinh tế xã hội đã khiến hầu hết quốc gia từ bỏ chiến lược Zero Covid-19. Thời gian qua, Mỹ đã có nhiều sự hỗ trợ trong cuộc chiến chống dịch của Việt Nam. Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định nước này sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong công cuộc chống dịch COVID-19 cũng như công cuộc tái thiết lập sau dịch. Việc hợp tác này dựa trên nền tảng là mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia. Trong những năm qua, Mỹ hỗ trợ gần như 1 tỷ USD giúp Việt Nam phát triển hạ tầng y tế. Bên cạnh vaccine, Mỹ cũng chuyển giao 77 tủ âm sâu cho Việt Nam hôm 12 tháng 10 tại Hà Nội. Đây là những chiếc đầu tiên trong số 111 tủ lạnh âm sâu do Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp cho chính phủ Việt Nam. Mỹ đã cam kết các khoản hỗ trợ giá trị 26,7 triệu USD nhằm giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch. Ngoài số vaccine mà Mỹ đã trao tặng thông qua cơ chế COVAX, Việt Nam đến nay đã nhận hàng triệu liều vaccine AstraZeneca từ COVAX cơ chế COVAX do Liên minh đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh, Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng, Tổ chức Y tế Thế giới điều hành và UNICEF đóng vai trò đối tác phân phối chủ chốt. Mỹ là quốc gia có đóng góp lớn nhất cho cơ chế COVAX. Thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ, chính phủ Mỹ đã đóng góp 4 tỷ USD để hỗ trợ COVAX mua và phân phối vaccine COVID-19 tới 92 nền kinh tế có thu nhập thấp và trung bình thấp. Việt Nam Net đưa tin, ngày 16 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ký quyết định quy định tạm thời biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19. Quy định mới về thích ứng an toàn có hiệu lực trên phạm vi toàn thành phố và ở cấp phường, xã, thị trấn áp dụng theo từng cấp độ dịch cho các nhóm hoạt động gồm cơ quan, công sở, giao thông, giáo dục và hoạt động khác. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16 tháng 11 và thay thế một số nội dung trong chỉ thị 18 cùng nhiều văn bản khác liên quan đến việc vận chuyển, hoạt động sản xuất, kinh doanh, ăn uống mà Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành trước đây. Theo quy định mới, thì thành phố Hồ Chí Minh cho phép thêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ như massage, spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke được hoạt động nhưng tùy vào tình hình dịch tại các phường, xã, thị trấn. Cụ thể, cấp độ 1 được phép hoạt động nhưng đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch COVID-19. Người làm việc cần phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 hoặc có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. Ở cấp độ 2, người làm việc và người tham gia theo quy định trên, nhưng các loại hình này hoạt động hạn chế, chỉ được tối đa 50% công suất cùng một thời điểm. Ở cấp độ 3, người làm việc và người tham gia vẫn theo quy định trên, nhưng các dịch vụ hoạt động tối đa 25% công suất tại cùng một thời điểm, không hoạt động các dịch vụ như bar, vũ trường, công lạc bộ khiêu vũ, karaoke. Phường, xã, thị trấn cấp độ 4 không được hoạt động. Với hoạt động giáo dục đào tạo trực tiếp, thành phố Hồ Chí Minh cho phép hoạt động ở cấp độ 1, 2, 3 và ngừng hoạt động ở vùng có cấp độ 4. Riêng với vùng cấp độ 2, 3, thời gian, số lượng học sinh và một số hoạt động phải ngừng theo hướng dẫn của Bộ Y tế kết hợp với dạy học trực tuyến qua truyền hình. Đối với cơ sở ăn uống tại chỗ, thành phố Hồ Chí Minh cho phép hoạt động ở cấp độ 1, 2, cấp độ 3 sẽ hoạt động hạn chế có điều kiện và ngừng hoạt động ở vùng có cấp độ 4 theo hướng dẫn cụ thể của Sở Công Thương và Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố. Đối với các hoạt động thư viện, đọc sách, dạp chiếu phim điện tử, cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, trò chơi điện tử không có kết nối mạng, cho phép hoạt động ở cấp độ 1, cấp độ 2 sẽ hoạt động hạn chế. Hoạt động tối đa 50% số lượng khách, Cấp độ 3 được phép hoạt động tối đa 25% số lượng khách và cấp độ 4 không hoạt động. Đối với bán hàng rong, về số dạo, hoạt động ở cấp độ 1, cấp độ 2 hoạt động có điều kiện, người tham gia phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh, đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch COVID-19, cấp độ 3, 4 không hoạt động. Đối với các hoạt động trong nhà như đám cưới, đám tang, hội họp, tập huấn, hội thảo, hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao, phải đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch COVID-19. Cấp độ 1 đều hoạt động không hạn chế số người tham gia, nhưng không vượt quá sức chứa tối đa, đảm bảo giữ khoảng cách từ 1m trở lên. Cấp độ 2 hoạt động hạn chế, số người tập trung tối đa không quá 50% sức chứa tối đa, đảm bảo khoảng cách từ 2m trở lên. Cấp độ 3 hoạt động hạn chế, số người tập trung tối đa không quá 25% sức chứa tối đa, đảm bảo giữ khoảng cách 2m trở lên.